Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay sao em tiếp tục về thêm bốn em âm ly Luxman L501S. Ở cái clip trước thì em đã có một bài giới thiệu sâu về chiếc âm ly Luxman 501S này rồi. Đợt này về bốn em thì đẹp xuất sắc tất cả. Đây là một chiếc âm ly có giá thành rất là ổn định ở thời điểm hiện tại, không bị đẩy giá cao, chơi đúng giá trị thật và phối ghép tốt những cái dòng loa đời mới, đặc biệt những dòng loa cây BVK hoặc Tannoy hoặc là những dòng JBL đời mới thì đánh rất hay. Có chất âm sạch sẽ, chi tiết do sử dụng sò than và đết còn mới, cho nên là về cái độ chi tiết sẽ tốt hơn những cái dòng âm ly cổ và có độ mềm mại. Đây là chi tiết của bốn em này thì còn rất đẹp luôn, cả bốn mặt tiền đều rất đẹp xuất sắc, không không có vết xước nào. Giá vẫn giữ ở mức ổn định là 18.500, có điều khiển và dây nguồn. Chiếc đi này thì cắm được giáp bắp chuối này, chạy được BY, chạy được hai cầu loa A và B, đặc biệt là có thêm cả đường ba lăng. Đường ba lăng anh em nhé, điều mà những chiếc ly 309V không bao giờ có được. Giá rất ổn định và hợp lý ở thời điểm hiện tại, khi 309V giá đang lên rất cao thì những chiếc Luxman L501 và 503 đang có giá rất ổn định, chúng ta nên chơi những dòng này. Về đời mới thì chất âm sẽ có độ mềm mại và đặc biệt là về phần máy móc thì sẽ luôn ổn định hơn những cái dòng đã từ rất lâu rồi. Luxman L501S đẹp xuất sắc, giá 18.500. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi.